Ngày hôm nay là một ngày thi đấu vô cùng đặc biệt của Team Flash. Đã im trở lại sau chuỗi ngày dài, dư bị. NT lần đầu tiên chính thức được thi đấu. Và cuối cùng là ông Bạch sau 4 năm ở vị trí đứng giữa thì ngày hôm nay sẽ có một vị trí mới. Đi xuống. Hôm nay là ngày đầu tiên em được thi đấu. Hiện giờ em đang cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy bình thường. Rất xuất sắc. Đấy là điều anh cần của em. Hồi lượt đi ấy, cá nó tốc biến và nó ăn anh Bạch ấy. Hôm nay em nhìn cảnh đấy em thấy thế nào? Em cũng không biết là tới đó em tính. Ghê. Sau chuỗi ngày dài được ngồi dự bị thì bây giờ em bị vào thi đấu. Em cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy rất là vui. Hello Mazuka. Lâu rồi mình mới thi đấu lại. Chuỗi tuần vừa rồi em đã luyện tập với đội hình mới. Hello Mazuka. Đội hình mới thì mới luyện tập có 2 ngày thôi. Tôi là rất kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Nhưng mà mình rất là tự tin. Đúng, tự tin. Tự tin. Đánh lo phải sợ. Chính xác. Ok. Sau một vài ngày luyện tập vị trí mới, bạn đang cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy rất hưng phấn. Tôi được trở lại với bản năng chơi game của tôi. Là chính mình. Rất xuất sắc. Nó có khác biệt gì so với ngày trước? Khác chứ. Ngày xưa là đánh người ta nhưng mà sợ người ta đánh. Giờ là đánh người ta nhưng mà không sợ nó đánh mình. Đánh mình chơi luôn. Đợt lượt đi bạn bị cái cá tốc biến nó hốc bạn liên tục. Hôm nay bạn có một cái gì đó không? Hôm nay trả thù, hôm nay tốc biến vào mặt cá liên tục. Sắc. Hôm nay có một tin vui anh. À không, không biết là vui hay không. Nhưng mà rồi anh Bách không đi cùng đường với em nữa. Em cảm thấy sao? Em cảm thấy vẫn vậy. Vẫn vậy anh ơi. Bây giờ khán giả nói rằng tại em đánh cho anh Bách sợ quá phải đi khu vực đường khác không dám đi mít nữa. Em thấy sao về nhận định này? Em nghĩ là anh Bách đi support để cầm con tăng cơ dí em hay gì? Hôm nay anh Bách có dí em. Bách nói là bao nhiêu tốc biến trả em hết rồi. Hôm nay em có thấy gung không? Em thấy hơi gung tí. Em nghĩ là em sẽ ôm trù để anh Bách có gì. Ok, cảm ơn em. Bạn đưa nhanh một cái dự đoán về cái tỷ số trận này nào. Bây giờ anh Bạch đi support rồi, cho đệ ra mid rồi. Thế thì Flash 3-0 rồi. Thật tin bao nhiêu phần trăm? Tin vua trò chơi nói là không tin. Tin đi. Hôm nay Flash đánh Sài Gòn Tôm khá căng. Flash anh Bạch bị cá đánh nó sợ quá, chạy làm support rồi, cưỡng đệ ra mid gặp cá rồi. Đội hình support, đội hình lineup như thế thì các bạn dự đoán là tỷ số hôm nay bao nhiêu? Mình dự đoán tỷ số sẽ là 3-2. Ôi, tại sao lại như thế? Không tin anh Bạch đi support à? Không, mà tại vì FB vô thần đồng quá. Anh Bạch thần đồng sinh năm 97 mà. Thần đồng sinh năm 97 hả? Vị trí support. Nhưng mà hôm nay thì có Damon Combat. Đúng. Nhưng mà con bác thì mình tin là Damon sẽ cũng có thể là giúp Flash chiến thắng vào hôm nay. Thế cho dự đoán lại phát nữa. 3-2 cho Flash. Đúng rồi Damon. Sao? Cảm giác thế nào bạn? Cảm giác nào? Vui bạn? Nó vui à? Bây giờ chiến tiếp à? Chiến tiếp. Hôm nay con tóc được biến vào mặt em cá bắt này không? Em đang bất ngờ anh, em đang đứng tự nhiên cái bên không quýnh lâm bơ tóc biến tự nhiên. Lúc em phải nghĩ là quýnh lâm bơ đúng không? Xong tay em chàng ra.